Em chào cả nhà. Hôm nay nhóm chuyến xe không đồng Ninh Thuận kết hợp với nhóm của cô Hương Bình An với lại nhóm của mấy thanh niên công an tỉnh hỗ trợ bà con thôn Nha Hoa, xã Mới Nới, huyện Ninh Sơn. Hôm nay đi thì có mấy tấn rau, rồi gạo, rồi mì tôm, áo quần hay bánh kẹo cho trẻ nhỏ nữa cả nhà. Ở đây là áo quần nữa cả nhà. Áo quần. Giờ vô thêm bánh kẹo, mì. Đông quá luôn. Đồng đảo bà con nhân dân một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng ạ. Tiếp theo chương trình, kính thưa các chị lãnh đạo, thưa quý vị đại biểu, tiếp theo chương trình xin trọng kính mời chị Hương nhóm đại diện nhóm Bình An phát biểu đôi lời phát biểu. Xin mời chị. Hương Bình An xin hân hoan được hôm nay được lên chỗ xã Mới Nới, thôn Nha Hoa. Thôn Nha Hoa một ngày cảm thấy tinh thần viên mãn, là cũng được sự trợ duyên của em Phong ở trong tại Bình Dương để giờ đây cùng chung tay chia sẻ yêu thương chỗ bà con là Nha Hoa xã Mới Nới. Một ngày em sự yêu thương rất là hạnh phúc và sự an lạc tất cả. Hôm nay là một ngày viên thành viên mãn, sau đó nữa là được cái nhóm của em Tâm chiếc xe cộng đồng để trợ duyên bánh và sữa cho các cháu, và con nhóm Hương Bình An lại đem và mấy tấm rau củ với lại quần áo. Thì Hương xin thay mặt tất cả các xã Mới Nới, huyện Gia Hoa hả, thôn Gia Hoa hả, thôn Gia Hoa để giờ đây đến chia sẻ cho bà con đồng bào. Thì hôm nay xin thay mặt hết thôn Gia Hoa xã Mới Nới em mang công đức của em Phong và gia đình em Tâm chiến sĩ cộng đồng, và sau đó nữa luôn cũng thay mặt hết tất cả mọi người để chúc cho em luôn thân tâm linh lạc và đem cái sự yêu thương người chứng diện cho chúng tôi là gì luôn quý luôn. Xin chân thành cảm ơn chị Hương ạ. Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời đại diện đồng chí Nguyễn Văn Minh, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Mới Nới có đôi lời phát biểu ạ. Xin mời đồng chí. Thưa toàn thể quý vị cùng thôn thôn Gia Hoa, hôm nay thì chúng tôi hết sức là cảm động và chân thành cảm ơn toàn thanh niên phòng cảnh sát cơ động tỉnh để kết nối các mạnh thường quân tỉnh Ninh Thuận như tỉnh Bình Dương đã về đây trong cái điều kiện thời tiết rất là nóng bức, nhưng mà quý vị mạnh thường quân cùng anh em cảnh sát cơ động tỉnh đã về đây để chia sẻ những món quà hết sức là quý giá và hết sức là thiết thực đối với
với toàn thể bà con nhân dân thôn Giao Hoa và các thành viên thôn Giao Hoa. Thay mặt bà con Giao Hoa, chúng tôi xin ghi nhận tấm lòng thành của các đoàn thanh niên phòng cảnh sát cơ động cũng như quý vị mạnh thường quân đã về hỗ trợ chia sẻ cùng món quà rất là thiết thực, chia sẻ với những khó khăn của bà con nhân dân thôn Giao Hoa. Thay mặt bà con nhân dân thôn Giao Hoa xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị và cũng mong rằng tiếp tục gặp quý vị trong những thời gian tiếp theo. Nhân dịp này, tôi thay mặt bà con nhân dân Giao Hoa xin gửi đến toàn thể đoàn viên thanh niên phòng cảnh sát cơ động tỉnh và các mạnh thường quân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thanh đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn đồng chí chủ tịch ủy ban xã mà nói thay mặt các nhà tài trợ cũng như là cho ủy ban nhân dân xã mà nói đã tạo điều kiện cho đồng cơ sở phòng cảnh sát cơ động tổ chức buổi phát quà tại thôn Giao Hoa xã mà nói huyện Yên Sơn. Thì tiếp theo chương trình thì phần nghi thức đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị ý cho bà cô bị là cô cộng cháu nè. Có rồi, đã có rồi. Dạ. Và tiếp theo chương trình xin mời chị Diệu mời đại diện 10 hộ gia đình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bị không cầm nguyên bao đi mới. Mà được dạ thì phải có tâm coi tâm đó rồi coi em mệt hồi kia nói vừa nói xuất hiện về rồi vào bánh vào đồ rồi anh thủ lên đây luôn rồi. Dạ cái này à đúng rồi cái này chia mỗi người một bị ở trên chỗ tụi con là vô người ta còn lựa cái nào đẹp nào xấu nha vùng nào vùng không xuống không có ai hết không lấy luôn xuống mà thấy không có ai hết mà thôi ủa à, em ở vùng nào cũng đó dạ ở Bình Dương Bến Cát à như cũng trong đó hả không duy nhất khu vực này chỉ có ở đây thôi còn đi mấy chỗ khác bình thường lắm dạ. Đi mấy chỗ khác người ta lựa đàng hoàng lắm ở đây người ta thiếu với lại đông á đông người ta lựa ghế dạ. Dạ. Quần này cả nhà còn lấy từng bao nữa à, hôm nay có gạo rau củ mì tôm đầy đủ nha cả nhà áo quần nữa bà con hôm nay đông quá luôn đi lên xe